Cập nhật ca mắc Covid-19 tối ngày 18 tháng 11 Cần cảnh các điểm cách ly hàng chục F1 tại nhà ở Hà Nội Bộ Y tế đề xuất tiếp tục tiêm miễn phí vaccine Covid-19 đến hết năm 2022 Tạm giam bác sĩ trong đường dây tiêm vaccine dịch vụ Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải đi bán rau, sự việc chưa có tiền lệ Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Báo Dân Việt Cập nhật tin tức mới nhất về tình dịch bệnh Covid-19 Ngà vụ rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2021. 1. Tình hình dịch COVID-19 Thông tin các ca cá nhiễm mới Tính từ 16 giờ ngày 17 tháng 11 đến 16 giờ ngày 18 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.223 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.209 ca ghi nhận trong nước, tăng 370 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành phố, có 5.454 ca trong cộng đồng. Một số tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, thành phố Hồ Chí Minh 1.609, Bình Dương 686, Tây Ninh 632, Hà Nội 202, Hòa Bình 2, Thái Nguyên 1, Yên Bái 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Bình Thuận giảm 156, Đồng Nai giảm 101, Kiên Giang giảm 92. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 272, Tây Ninh tăng 256, Hà Giang tăng 101. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 9.126 ca trên một ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.065.469 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.812 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.060.394 ca. Trong đó có 878.776 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Yên Bái, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 452.722, Bình Dương 246.007, Đồng Nai 80.489, Long An 37.007 tiền giang 23.099. 2. Tình hình điều trị Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế cdc.kcb.vn. Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.723. Tổng số ca được điều trị khỏi 881.593. 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.489 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.061, thở oxy dòng cao HFNC 880, thở máy không xâm lấn 124, thở máy xâm lấn 410, ECMO 14. 3. Số bệnh nhân tử vong Từ 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11, ghi nhận 139 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 42, An Giang 22, Kiên Giang 16, Bình Dương 14, Đồng Nai 7, Long An 6, Bạc Liêu 5, Tiền Giang 5, Nghệ An 3, Trà Vinh 3, Tây Ninh 3, Vĩnh Long 3, Bình Thuận 2, Cần Thơ 2, Bến Tre 2, Sóc Trăng 2, Ninh Thuận 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 90 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành công điện về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành phố tiếp tục cách ly tập trung F1 14 ngày và thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Trong đó có hàng chục F1 đã được chính quyền phường Quang Trung Hà Đông, Hà Nội và phường Trung Văn ở Nam Từ Liêm Hà Nội tổ chức quản lý, giám sát tự cách ly tại nhà. Theo ghi nhận, tại phường Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội, chính quyền phường cũng tổ chức cho 9 trường hợp F1 tự cách ly tại nhà. Các trường hợp này đều được lực lượng chức năng giám sát, quản lý chặt chẽ để tránh nguy cơ thành F0 lây nhiễm ra cộng đồng. Tất cả những người thuộc diện F1 cách ly tại nhà phải đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết, mô hình cách ly y tế tại nhà giúp tránh được tâm lý hoang mang cho F1, người nhà giảm tải, cho điểm cách ly tập trung. Còn tại phường Quang Trung, quận Hà Đông cũng đang có 16 trường hợp là F1 đang tự cách ly tại nhà dưới sự quản lý giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Cụ thể là lực lượng chức năng lập rào chắn, trăng dây quanh ngôi nhà số 37 Trần Nhật Duật, tổ dân phố số 2 phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đây là nơi F1 đang tự cách ly tại nhà. Theo ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, tại đây chủ yếu là các trường hợp F1 đặc biệt như người già có bệnh nền, phụ nữ đang mang thai, trẻ em nhỏ. Do vậy, chính quyền tổ chức cho các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà để dễ kiểm soát và giúp họ có điều kiện cách ly tốt và an toàn hơn. Được biết, hiện tất cả 16 trường hợp F1 đang tự cách ly tại nhà đều đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đều có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Trước cửa nhà nơi có F1 đang tự cách ly, lực lượng chức năng dán biển thông báo khu vực cách ly y tế không phận sự miễn vào đồng thời huy động công an, bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ quản lý, giám sát 24 trên 7. Công tác triển khai được chú trọng những chỉ tiêu hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Theo thông tin mới nhất, Bộ Y tế đã trình chính phủ kế hoạch mua sử dụng vaccine COVID-19 năm 2021-2022. Trong đó, đề xuất vẫn được tiêm miễn phí đến hết năm 2022. Trường hợp có thay đổi về chủ trương tiêm miễn phí Bộ Y tế sẽ báo cáo chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Như đã biết, thời gian qua, việc tiêm vaccine COVID-19 được thực hiện miễn phí. Người dân, người lao động không phải trả chi phí tiêm chủng. Tính đến ngày 17 tháng 11, nước ta đã tiêm chủng hơn 102,1 triệu liều. Trong đó, tổng số mũi 1 là hơn 65,3 triệu liều. Tổng số mũi 2 là hơn 36,8 triệu liều đã có 18 tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều đối với người dân từ 18 tuổi trở lên đạt 95%. Cũng theo Bộ Y tế, hiện còn khoảng 14 triệu liều vaccine COVID-19 đã phân bổ cho các tỉnh thành nhưng chưa tiêm hết. Để tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vaccine COVID-19, lãnh đạo Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các tỉnh thành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên và người có bệnh nền, và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian chủ động ra soát tình hình sử dụng vaccine, tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng COVID-19 được cấp từ nguồn của Bộ Y tế và từ các nguồn khác, nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương. Số vaccine còn tồn và báo cáo rõ nguyên nhân còn tồn vaccine. Trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp, phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để điều phối, đảm bảo sử dụng vaccine COVID-19 hiệu quả. Địa phương đơn vị nào nhận vaccine từ nguồn khác mà không báo cáo Bộ Y tế, không kiểm định theo quy định nhưng tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm. Bộ Y tế đang trình chính phủ kế hoạch mua sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022, trong đó vẫn thực hiện tiêm miễn phí đến hết năm 2022. Trường hợp có thay đổi về chủ trương tiêm miễn phí, Bộ Y tế sẽ báo cáo chính phủ, Thủ tướng xem xét điều chỉnh. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức, sở ban ngành về việc tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đợt 2. Cụ thể, Sở Y tế cho biết thời gian tiêm mũi 2 sẽ tập trung thực hiện từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11. Đối tượng là tất cả trẻ từ 12 đến 17 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 ở các tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 12 đến 17 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố chưa được tiêm vaccine trong đợt 1 do phải hoãn tiêm mới trên 12 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về thành phố Hồ Chí Minh. Về công tác tổ chức Sở Y tế yêu cầu các đơn vị ra soát thống kê số lượng và lập danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm, đồng thời nhắc nhở hướng dẫn phụ huynh hoặc người giám hộ cung cấp thông tin căn cước công dân, mã số định danh cá nhân và địa chỉ thường trú của trẻ. Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị có liên quan, ra soát, thống kê chính xác số lượng trẻ đồng thuận tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 của địa phương để làm căn cứ tổ chức tiêm và đánh giá kết quả thực hiện. Các đơn vị giáo dục y tế và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường truyền thông, vận động người dân đồng thuận cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tham gia tiêm vaccine để đạt độ bao phủ trên 90% tạo mọi điều kiện cho trẻ trong độ tuổi được tiêm đầy đủ, đặc biệt là những trường hợp trẻ tạm trú, nhập cư, linh hoạt xem xét, hỗ trợ cho trẻ, không có phụ huynh hoặc người giám hộ được nhận ý kiến đồng thuận tham gia tiêm chủng và đi tiêm. Trong khi tình hình dịch COVID-19 trên cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp, thì liên tục những ngày gần đây, mỗi ngày Lâm Đồng đều ghi nhận trên dưới 100 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhiều ca cộng đồng. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định kích hoạt bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thống nhất kích hoạt bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện này nằm trong khuôn viên Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng trên địa bàn huyện Đức Trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng tổ chức vận hành hoạt động Bệnh viện Giã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Lâm Đồng theo quy định. Bệnh viện Giã chiến sẽ thu dung, cách ly, chăm sóc điều trị bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2 theo quy định, thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Trước đó, từ tháng 8 năm 2021, Lâm Đồng đã lên kế hoạch lập bệnh viện giã chiến với quy mô từ 300 đến 500 giường để phòng chống dịch COVID-19. Trung đoàn Bộ binh 994 đã sửa chữa cơ sở doanh trại cũ, nâng cấp hệ thống điện nước, cải tạo toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc. Hiện Trung đoàn Bộ binh 994, ngành y tế và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, sẵn sàng đưa bệnh viện giã chiến đi vào hoạt động. Mới đây, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc điều chỉnh thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với F1 là người đã tiêm vaccine hoặc khỏi COVID-19. Theo cơ quan này, trong thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng và nhiều người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Những người này có nguy cơ thấp hơn về khả năng bị nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu bị nhiễm SARS-CoV-2 văn bản của Cục Quản lý Môi trường Y tế nêu. Cụ thể, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, các trường hợp này phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày, tính đến thời điểm được xác định là F1. Thực hiện cách ly y tế 10 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, các trường hợp này phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định họ cũng phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Mẫu đơn 3 lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 5 và lần 3 vào ngày thứ 10. Với những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Báo cho cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường, ho, sốt, khó thở, đau rát họng. Đồng thời, những người này cũng phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, mẫu đơn 3 lần, một lần khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3 là vào ngày thứ 13. Cục Quản lý Môi trường Y tế các sở y tế tỉnh thành phố gửi kiến nghị trước ngày 22 tháng 11 để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế dựa trên các ý kiến từ địa phương. Cơ quan này sẽ đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Theo thông tin mới nhất, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định khởi tố vụ án và tống đạt quyết định khởi tố bị can Đặng Thị Minh Hằng về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Theo thông tin ban đầu, bị can Đặng Thị Minh Hằng là chủ quán cơm lộc trên đường Hoàng Lê Kha, phường 3 thành phố Tây Ninh. Trước đó từ ngày 17 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhằm phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, địa phương tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống, nhưng hàng cùng với 5 nhân viên của quán cơm vẫn lén lút hoạt động. Đến ngày 7 tháng 9, qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh, lực lượng y tế phát hiện hai nhân viên phục vụ tại quán cơm có kết quả dương tính với COVID-19. Tiếp tục truy vết, lực lượng chức năng xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần với nhân viên F1 trở thành F0, 2 trường hợp F2 trở thành F0 và 4 trường hợp là F1. Theo CDC Tây Ninh, liên quan đến quán cơm lộc của hàng có 96 F0, 61 F1 trong cộng đồng, nhà nước thiệt hại 1,2 tỷ đồng vì chi phí điều trị cách ly. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã thực hiện bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thái Hiệp, 31 tuổi, bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên, để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thắng, là người giữ xe của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, 24 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vào thời điểm đó, công an đã khởi tố bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng cho tại ngoại điều tra. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát xác, xác định Thắng đã thỏa thuận với Tống Văn Tùng, 29 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú khu phố 1, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên và ra giá tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 17 người dân, giá 600.000 đồng một người. Vào ngày 24 tháng 8, Thắng đã tự ý mở cổng sau của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cho 10 người dân đi vào trong để tiêm vaccine, 7 người còn lại chưa đến. Tiêm xong, Tống Văn Tùng đang đưa số tiền cho Thắng thì bị lực lượng công an bắt quả tàng, tạm giữ người và tăng vật với tổng số tiền là 10,2 triệu đồng. Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Thắng khai đã móc nối với bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp, thống nhất tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 42 người khác, với tổng số tiền là 17,5 triệu đồng sau hai lần tiêm. Ngày 11 tháng 8 và 20 tháng 8, rồi chia đôi số tiền trên. Trong thời gian diễn biến dịch COVID-19 căng thẳng, các nhân viên y tế, lực lượng đi đầu cho công tác phòng chống dịch, đã nỗ lực hết sức mình. Tuy nhiên thời gian qua xảy ra sự việc nhiều y bác sĩ tại bệnh viện Tuệ Tĩnh vì bị nợ lương đã tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng việc đi bán rau, ship hàng. Nhiều cán bộ nhân viên y tế bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế, trong đó có những trường hợp tham gia tuyến đầu chống dịch, bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập, nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, việc Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương cán bộ nhân viên kéo dài, bắt nguồn từ việc đơn vị này thực hiện cơ chế tự chủ một cách nóng vội. Theo đó, Bệnh viện Tuệ Tĩnh thực hiện cơ chế tự chủ theo quyết định 2218 quy đề BIT ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, Bệnh viện tự chủ trong điều kiện chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về pháp lý, con người, tổ chức bộ máy và sự thống nhất Đến nay, bệnh viện vẫn chưa kiện toàn được bộ máy lãnh đạo, tổ chức đảng và công đoàn riêng. Cũng liên quan tới sự việc nhân viên y tế không nhận được quyền lợi xứng đáng trong thời gian đại dịch, tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ việc nhiều nhân viên y tế phường xin nghỉ việc. Được biết lý do chủ yếu là do sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, lương bèo bọt, chưa biết khi nào có tiền hỗ trợ chống dịch của chính phủ. Nhiều nhân viên y tế phường tại thành phố Thủ Đức khi chống dịch dòng dã hơn 5 tháng trời, nhưng tiền hỗ trợ của chính phủ vẫn chỉ nằm trên giấy. Anh Tê, nhân viên trạm y tế phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ khi dịch bùng phát, anh cùng với các đồng nghiệp tuyến cơ sở phải trực tiếp tham gia mọi hoạt động chống dịch, trong đó có dọn dẹp bê vác ở khu cách ly thời gian dài. Tháng 8 năm 2020, khi thấy lưng liên tục đau nhức, anh đi khám thì bất ngờ phát hiện bị thoái hóa cột sống. Từ 7 giờ 30 sáng chúng tôi làm từ 22 đến 23 giờ đêm, một ngày đi làm như cực hình, anh Tê tâm sự. Tuy nhiên, khi xét duyệt chế độ hỗ trợ chống dịch COVID-19, theo Nghị quyết 12-2021-NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cả trạm 7 người của Anh chỉ có 2 người được xét duyệt mức cao nhất của lực lượng y tế tuyến đầu, 10 triệu đồng một người. 5 người còn lại đều nhận mức 4,5 triệu đồng. Riêng về khoản hỗ trợ theo nghị quyết 16 của chính phủ, anh Tê khẳng định đến nay không nghe ai nhắc đến. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo dân Việt cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại